Sống hàng nhang. Ai ya 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 ya, anh về khuya em có ghé anh hôn. Ai ya 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 ya, đi sáng đêm em có ghé anh hôn. Ai ya 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 ya, không gì lo. Feliz Navidad, I can feel the evil coming, but Felix never burned.
Aussie, Aussie, Aussie care. Come on, baby, come with me. Just no key down, I can die. Okay, pose by. Sup, tag, tag, bye. Stop, bad. Moon, soy. Nghe cho em hỏi, có phải cứ đẹp trai giống anh là có nhiều người yêu đúng không ạ? Không phải đâu em ạ, mà thật là biết chứ. Thôi, giới thiệu cho mọi người tại một shop mới ra ở Đà Nẵng, shop Happy Flower, số 190 Đống Đa. Nơi đây có rất nhiều loài hoa được sấy khô bảo quản rất kín, có thể để tới 3 đến 5 năm được. Và đặc biệt ở đây có một loài hoa có thể ăn được, có thể tặng cho gấu gì nuôi nha mọi người. Đây mình sẽ cho mọi người xem nha. Ở đây mọi người có thể tham khảo tham quan một cách bình thường. Nhân viên ở đây tư vấn rất dễ thương luôn. Mọi người có thể đặt theo ý mà mình mong muốn cũng được nha. Trời ơi, rất dễ thương luôn. Nhưng mọi người không thể bỏ qua một em này đâu, mình sẽ cho mọi người xem. Nếu như cho một chuyện cổ tích luôn á, người đẹp quá là ít. Mọi người có thể tham khảo trong shop nha. Hai con khỉ đột tại công viên quốc gia Virunga, Congo đang gây bão trên mạng xã hội. Nguyên do là từ bức ảnh này ạ. Đôi khỉ đột đã xuất hiện rất là ấn tượng ở trong bức ảnh và chụp selfie với người kiểm lâm đứng. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô. Gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali, cậu cả ở trong mà giá phá, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha, cậu cả là cậu cầu con khẩn, cậu cả cái chưa đi cầu khẩn, cậu cả lớn lên cậu cần đâu, cậu cả sinh ra là bắt ông. Give up, let go, baby.
Do it.